Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô giáo Tôn Nữ Quỳnh Dương, người được mệnh danh là giàu nhất xứ Huế. Cô giáo Tôn Nữ Quỳnh Dương không giàu về của cải vật chất mà giàu về tình thương yêu và lòng trắc ẩn. Khi con đường đến trường của nhiều học sinh tưởng chừng như phải dang dở bởi hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thì cô giáo chính là người bảo bọc, chấp cánh cho các em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Tình yêu, sự hy sinh tận tụy đã khiến nhiều học sinh quý trọng xem cô như người mẹ thứ hai của mình. Nhà bảo trợ học sinh nghèo Hiếu Học Phủ Thường là nơi thường xuyên cư mang từ 35 đến 40 học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn ở các tỉnh miền Trung. Các em được chăm sóc, dạy dỗ và đến trường từ năm lớp 6 cho đến lớp 12. Cô giáo Quỳnh Dương đã cảm bằng thường nhật tại đây để trực tiếp đồng hành với các em. Vừa là cô giáo dạy học, bao bọc, rèn đức tính giúp các em lên người. Con đến đây được 2 năm rồi. Con hoàn cảnh gia đình con khó khăn, không đủ tiền nuôi con học nên con đến đây được cô cho dạy cách ăn học và chăm sóc con như một người mẹ. Cô giáo Quỳnh Dương tốt nghiệp khoa sinh trường Đại học Sư phạm Huế, được điều động về dạy ở nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong suốt thời gian đi dạy hơn 30 năm của mình, đã có hơn 100 học sinh được cô Dương giúp đỡ để đến trường. Ngoài việc nhận dạy kèm miễn phí, cô còn trích từ đồng lương của mình để hỗ trợ các em tiền sách vở, áo quần, học phí. Tôi dạy ở Phú Lộc á, thì tôi không làm một cái tập thể như thế này, mà tôi chỉ thấy học sinh nào mà nghèo thì tôi theo dõi và tôi về nhà tôi quan sát và thấy em đó mà quyết tâm học thì mình hỗ trợ tiền và luôn luôn theo dõi. Rồi có những em mà vô nộp tiền học mà không có là cha mẹ có tiền thì mẹ em là bỏ học, thì mẹ em nữa thì chạy về tìm mình thì mình cho tiền mẹ em nộp học. Nghỉ hưu vào năm 2010, cô đã chọn nhà bảo trợ Phủ Thường để tiếp tục giấc mơ chia sẻ với học trò nghèo. Học sinh được nhận vào học tại đây phải là người có đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Cô Dương vừa là cô giáo, vừa là mẹ của các em. Ngoài việc kèm cặp các em, hàng ngày cô phải chia ra 2 buổi kiểm tra bài cho các em trước lúc đến lớp. Sự chăm sóc kiên trì ấy đã giúp nhiều học sinh từ mái ấm này đến với giảng đường đại học. Những phá như Vũ á, là em nữa là đầu vô đại học mỹ thuật đó. Và đến khi học cầm 2 tuần thôi thì cái em ở đây là ở trước mặt nhà học là cái em đã bảo với mình: thưa cô, em Nguyễn Phá Như Vũ của nhà cô bỏ học rồi. Khi nào mình nghe là mình hoảng quá, mình chạy lên nhà mình hỏi vì rằng mà cô dặn con là học không có tiền cứ gặp cô, tại sao con lại bỏ học đi, vì con với con làm ruộng lại vì ba thì khổ không. Bông nói con không có tiền mua giấy, con cũng không có tiền mà mua cái việc để mẹ, con cũng không có tiền. Rồi là khi nào trúng lương của mình thì lương hưu của mình thì cầm mấy triệu thôi. Mình nói thôi được, cô sẽ cho lương hưu của cô, con thiếu cho cô dắt con đi qua đây cô xin. Rồi là mình dắt em Nguyễn Phan Như Vũ là tới nhà người bạn của mình ngày xưa. Thì hai người vợ chồng đó nói thôi được, Dương đừng lo gì hết, mình sẽ lo kỳ một, con vợ mình sẽ lo kỳ hai. Gần 13 năm qua, ở nhà bảo trợ học sinh nghèo Hiếu Học Phủ Thường, có hơn 70 em đã thi đỗ vào các trường đại học. Một số em đã xuất sắc trở thành thủ khoa, ả khoa của nhiều trường đại học trong cả nước. Gần 30 em đã tốt nghiệp đại học, ra trường, có công ăn việc làm ổn định. Nhiều em đã thành công, quay trở lại giúp đỡ những thế hệ khó khăn như mình trước đó. Tình yêu, sự hy sinh tận tụy, giàu lòng nhân ái đã khiến rất nhiều học sinh luôn coi bà như người mẹ thứ hai của mình.